các bạn, hôm nay mình sẽ đi săn tắc kè. Săn tắc kè á hả? Ở đây có tắc kè không mà săn? Có, nhiều lắm. Không, tôi đâu có thấy tắc kè nào đâu. Kìa, đằng sau kìa. Có không? Kìa. Rồi, đi thôi. Ở đây làm gì có tắc kè mà săn trời. Ê, ở kia có một con tắc kè kìa. Đâu? Ô, ghê thiệt. Ô, xin lỗi, bắt được con tắc kè con rồi. Ủa, tụi gió ơi. Ô, xin lỗi, bị con tắc kè này ngập vô ngón tay rồi các bạn ơi. Sao xin lỗi? Dạ. Ô, tắc kè này miệng nó bự quá hả? Kè này màu gì đấy? Hai màu luôn. Màu tím với màu xanh. Ồ, hay quá. Xanh lục. Thì đằng này có con mẹ của nó này, nó đang chạy nè. Sư bị té rồi, nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Nó chạy mất tiêu rồi, sư lý coi. Sư lý coi nè. Sudik bắt được thêm một con tắc kè mẹ rồi đúng không? Thôi bỏ vô giỏ đi. Ồ, tắc kè mẹ bự quá. Mọc nữa đó. Có hai màu nữa nè Sudik. Giống như là con. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Ủa đây có một con tắc kè Sudik ơi. Ồ, tắc kè màu xanh. Chưa này cho các bạn xem chơi. Màu xanh có màu xám nữa nè. Wow, kè màu xanh này nó kè này nó ẩn trong cái cây nhìn quá nhiều luôn đấy. Nó trốn đó hả? Ôi trang á đúng không? À, được ba con rồi. Hả? Ô, thêm một con nữa. Được rồi nè. Tắc kè màu gì đấy? Hồng với lại màu xanh nước biển. Ủa nó kêu luôn xuống đấy ơi. Nè, nhìn cái đầu nó nè. Ủa, đầu này đẹp quá. Đầu giống con gì xuống đấy? Rồng. Kêu được nữa nè. Cái kia kêu được không? Ủa, con này đẹp quá. Mấy con nhỏ này, còn mấy con nhỏ này không kêu được. Rồi, tiếp tục nha. Ủa đây có một con tắc kè nè xuống đấy cơ. Xanh đỏ thành cam, có sọc cam. Đây là con có giống đó. Màu vàng cam giống như là cá sấu nữa. Thêm hai con nữa rồi, còn ở đây rồi nó kè nữa. Ô, Sulik giờ đã phát hiện thêm hai con tắc kè. Sulik đang đi rất là nhẹ tới để bắt được các bạn. Lại màu tím. Cái kè này cắt kè, kè hoa. Ồ, cái mỏ nó lớn quá đi. Wow. Sao không? Tôi kéo ra. Trời ơi, kè nó miệng cái bự quá, nó muốn cắn Sulik luôn. Cắn dớ nè. Rồi, xong rồi, chúng ta ra ngoài đây thôi Sulik ơi. Bắt xong rồi hả? Rồi, Sulik bây giờ lấy thành quả của mình ra là tổng cộng bao nhiêu con tắc kè nào? 1, 2
tổng cộng 8 con tắc kè các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc rất là đẹp nha, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu xanh lá cây, màu xanh dương, đầy đủ các màu luôn. Tím. Một con có 2-3 màu luôn đó các bạn. Tắc kè này nó biến đổi màu được rồi xuống. Con tắc kè này là nó biến đổi màu được đó các bạn. Ví dụ nó lên lá là nó thành màu xanh lá đó. Ê, Suric đúng rồi, con đó nó lên lá, nó màu xanh lá đúng không? Ủa các bạn con, ơi. Con nó có màu vàng này Suric. Cho nó lên đâu nó hợp. Nè. Ồ đúng rồi. Ồ đúng rồi. Đó con tắc kè này nó biến đổi màu đó. Nó ngụy trang, cách ngụy trang của con tắc kè là nó biến đổi màu theo nơi nó đứng đó đúng không? Ủa Suric đang làm gì vậy? Ổ gì? Ổ tay à? Nguyên một ổ tắc kè luôn các bạn ơi. Rất nhiều con lắm, gọi là một ổ đúng không? Đầy luôn kìa. Trời ơi, bốn con này nó ngập ngón tay của Suric rồi các bạn ơi. Darling.